Tin bóng đá trưa ngày 3 tháng 11. Messi vô duyên, Inter Miami thất bại phút cuối trước Atlanta. Inter Miami đã phải nhận thất bại cay đắng trên sân nhà của Atlanta ở lượt trận thứ hai Playoff MLS Cup, qua đó đánh mất cơ hội sớm đi tiếp vào vòng trong. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút thứ 40, khi Inter Miami bất ngờ có được bàn thắng sau pha lập công của David Martinez. Phút 58, xuất phát từ đường tạt chính xác của đồng đội, Derrick Williams đã có pha bay người đánh đầu đẹp mắt, mang về bàn thắng gỡ hòa quý giá cho chủ nhà. Sau bàn thua đau, Messi và các đồng đội Inter Miami đã vùng lên mạnh mẽ nhằm sớm lấy lại lợi thế dẫn bàn. Tuy nhiên, sự vô duyên của cầu thủ 37 tuổi cùng với những pha bỏ lỡ đáng tiếc khiến Inter Miami không thể có thêm bàn thắng nào. Tưởng chừng trận đấu sẽ bước vào loạt lần lưu may rủi, thì Atlanta lại có pha phối hợp sắc nét ở khu vực trung tuyến và tạo cơ hội để Sander Silva tung ra cú dứt điểm hiểm hóc, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà. Với kết quả này, hai đội sẽ phải đá thêm trận playoff thứ 3 để phân định thắng thua. Haaland nhận thông tệ tệ khó tin thành trò cười trên mạng xã hội. Haaland bắt đầu mùa giải 2024-25 với phong độ tuyệt vời, ghi 10 bàn thắng trong 5 trận đấu đầu tiên tại Premier League. Nhưng tiền đạo 23 tuổi này chỉ ghi thêm 1 bàn thắng kể từ đó, dẫn đến những câu hỏi về sự ổn định. Trong trận thua Bournemouth của Man City mới đây, Haaland dù đã nỗ lực hết mình nhưng không thể để lại dấu nào sau 90 phút thi đấu tại sân vận động Vitality. Anh đã bị hàng thủ của The Cherries khóa chặt và khi thoát ra được lại quá phung phí cơ hội. Theo thống kê của Stats Monday, đóng góp của Haaland trước Bournemouth là không bàn thắng, không kiến tạo, không dây bóng, không cơ hội tạo ra, không thắng tranh chấp trên mặt đất, bỏ lỡ 3 cơ hội lớn. Ngoài ra, anh chỉ có 22 lần chạm bóng, thực hiện 6 cú sút nhưng chỉ có 2 lần đưa bóng đi trúng đích. Chứng kiến màn trình diễn tệ hại của tiền đạo người Na Uy, nhiều người đã chỉ trích anh dữ dội trên mạng xã hội. Một người viết: "Haaland thực sự tệ hại trong 6 tuần qua." Một người khác bình luận: "Lời nguyền Arteta đang ảnh hưởng đến Haaland." Mất thêm Dias Baston, Pep rách toác đội hình. Tối ngày 2 tháng 11, ở trận đấu thuộc vòng 10 Premier League với Bournemouth, Man City bất ngờ không điền tên Ruben Dias và John Stones vào danh sách đăng ký. Khi được hỏi về sự vắng mặt này, huấn luyện viên Pep Guardiola khẳng định bộ đôi trung vệ của ông đã dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu một thời gian. Hiện chưa rõ mức độ chấn thương của Dias và Stones. Đây là hai sự mất mát bất ngờ bởi trước trận đấu không hề xuất hiện thông tin chấn thương của bộ đôi trung vệ này. Thêm hai ca chấn thương của Dias và Stones, bài toán lực lượng của Man City càng trở nên nghiêm trọng. Man City hiện tại được ví như bệnh viện thu nhỏ. Trước trận đấu, Pep Guardiola khẳng định đây là tình thế mà ông chưa từng đối mặt kể từ khi dẫn dắt Man City. Sau trận đấu với Bournemouth, Man City sẽ tiếp tục thi đấu thêm 2 trận với Sporting Lisbon và Brighton. Sau đó, các giải đấu châu Âu sẽ tạm nghỉ 2 tuần, nhưng chỗ cho loạt trận quốc tế. Đây là cơ hội vàng để The Citizen hồi phục lực lượng. Arne Slot đặt thành tích chiến thắng có 1-0-2. Arne Slot đã có khởi đầu vô cùng ấn tượng sau khi chuyển đến dẫn dắt Liverpool thay Jurgen Klopp. Và giờ đây, Arne Slot đã lập một kỷ lục mới mà chưa có huấn luyện viên nào đạt được ở Liverpool trước đây. Với chiến thắng 2-1 trước Brighton tại Anfield, Liverpool đã thắng 8 trong 10 trận đầu tiên ở Premier League mùa này. Đây là thành tích tốt nhất của một huấn luyện viên trong 10 trận đấu đầu tiên dẫn dắt Liverpool ở giải vô địch quốc gia Anh. Theo Opta, Arne Slot đã đi vào lịch sử với tư cách là huấn luyện viên Liverpool giành chiến thắng nhiều nhất ở 10 trận đầu tiên của mình tại giải vô địch quốc gia Anh. Trong 10 trận đã đấu, Liverpool thể hiện khả năng công thủ toàn diện. Họ ghi 19 bàn, nhiều thứ hai giải tính đến thời điểm này. Thủng lưới ít nhất 6 bàn, đạt hiệu số bàn thắng bại tốt nhất, dương 13. Không chỉ tại Premier League, Liverpool còn thi đấu tốt tại Champions League với 3 trận toàn thắng, đứng thứ hai bảng xếp hạng, có cùng 9 điểm như đội đầu bảng Aston Villa, nhưng xếp sau với kém chỉ số phụ. Ngoài ra, The Reds còn lọt vào vòng tứ kết Carabao Cup sau trận thắng trước Brighton cách đây 3 ngày. Amorim hé lộ kế hoạch chuyển nhượng ở MU. Huấn luyện viên Ruben Amorim thừa nhận rất khó để ông mang theo bất kỳ học trò nào từ Sporting Lisbon sang Manchester United trong tháng 1 năm 2025. Chia sẻ về khả năng chiêu mộ tiền đạo đang có phong độ tốt Victor Gyokeres về sân Old Trafford, huấn luyện viên 39 tuổi cho biết: "Cây có giá 100 triệu euro, điều này thật sự rất khó. Tôi sẽ không mang bất kỳ cầu thủ nào của Sporting trong tháng 1." Khi được hỏi về tương lai, Gyokeres nói: "Tôi không biết, tôi vẫn ở đây. Tôi thực sự thích chơi bóng ở Sporting và không nghĩ về điều gì khác. Tôi đang tận hưởng quãng thời gian tuyệt vời." Gyokeres là mục tiêu theo đuổi của nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu như Liverpool, Chelsea và đặc biệt là Arsenal. Anh cũng là ứng cử viên đăng ký cho cuộc đua giành hiệu chiếc giày vàng châu Âu mùa 2024-25. Abola đưa tin Sporting chỉ để Gyokeres rời đi ngay phiên chợ tháng 1 năm 2025 nếu có đội bóng nào chịu trả 100 triệu euro, 84 triệu bảng Anh, phí giải phóng hợp đồng. Transfermarkt định giá Gyokeres là 70 triệu euro. Đầu năm nay, con số này chỉ vào khoảng 55 triệu euro. Van Nistelrooy phớt lờ ồn ào, nói thẳng mong muốn tương lai. Ruud Van Nistelrooy,
huấn luyện viên tạm quyền của Man United khẳng định ông không mới bận tâm đến những chỉ trích mà tin rằng mọi thứ sẽ sớm thay đổi khi đội bóng bước vào kỷ nguyên mới dưới thời Ruben Amorim. Ông cho biết, cuối cùng bạn sẽ bị đánh giá thôi. Tôi nghĩ thứ tư vừa rồi là một ngày tích cực. Bạn nhận được những đánh giá tốt mà mọi người đều cảm thấy lạc quan. Trong bóng đá, mọi thứ đều có thể thay đổi hoặc tiếp diễn. Tôi không tin nhiều vào sự thổi phồng hay kịch tính. Tôi hiểu đó là bản chất của thế giới chúng ta đang sống. Đối với tôi, điều quan trọng là giữ bình tĩnh, tập trung và làm tốt công việc hàng ngày. Tôi nghĩ câu lạc bộ cũng nên hướng tới điều đó. Chúng ta không thể thay đổi mọi thứ chỉ sau một đêm, nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ làm được trong tương lai dài hạn. Vô lễ với huấn luyện viên trưởng, Marcelo bị cắt hợp đồng. Sự cố khiến Marcelo phải trả giá đắt diễn ra cuối trận Fluminense hòa Grêmio 2-2 tại vòng 32 giải vô địch quốc gia Brazil sáng qua, ngày 2/11. Cụ thể, khi Fluminense đang dẫn trước với tỷ số 2-1, huấn luyện viên Mano Menezes đã đưa Marcelo và Marquinhos vào thay người. Ở mức vị trí được vào sân ở phút 90, Marcelo đã hành xử không đúng mực với Mano Menezes. Huyền thoại Real Madrid đã từ chối nghe chỉ đạo chiến thuật của ông thầy người Brazil. Chưa kể, Marcelo còn nói điều gì đó khiến huấn luyện viên Mano Menezes phận ý. Hậu quả, ông Mano Menezes yêu cầu Marcelo trở lại băng ghế dự bị, đồng thời đưa tiền đạo John Kennedy vào sân thay người thay vì Marcelo. Chưa đầy một ngày sau trận hòa cay đắng trước Grêmio, Fluminense đã quyết định chấm dứt hợp đồng trước 2 tháng với Marcelo. Như vậy, hậu vệ 36 tuổi sẽ phải ra đi theo cách không hề mong muốn sau hơn một năm tái hợp đội bóng có công đào tạo Anh. Chelsea phá kết vụ Isak để cạnh tranh với Arsenal. Theo Sky Qafichazes, Chelsea đang chuẩn bị một lời đề nghị lớn để chiêu mộ Alexander Isak, tiền đạo Thụy Điển chủ lực của Newcastle. Mục tiêu này đang được Arsenal quan tâm. Isak đã khẳng định mình là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất Premier League và sẽ là sự bổ sung đáng giá cho Chelsea nếu họ thành công trong thương vụ này. Đội bóng thành London cần tăng cường chiều sâu hàng công và chân sút 25 tuổi sẽ là đối thủ cạnh tranh vị trí chính thức với Nicolas Jackson, người ghi 6 bàn thắng sau 9 trận đầu mùa. Chelsea cần một lực lượng dày dặn hơn để cạnh tranh trên nhiều đấu trường. Là một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới, họ phải chiến đấu cho danh hiệu ngoại hạng Anh và cả thành tích tốt ở Champions League. Việc kiếp đồng với một tiền đạo đẳng cấp khác sẽ giúp họ đáp ứng tham vọng này và Isak có vẻ là lựa chọn lý tưởng. Với cơ hội thi đấu ở đẳng cấp cao hơn, Chelsea có thể thuyết phục Anh về Stamford Bridge. Eriksen khả năng vắng mặt đại chiến Man United, Chelsea. Theo huấn luyện viên tạm quyền Ruud van Nistelrooy, Eriksen sẽ phải trải qua buổi kiểm tra y tế cuối cùng để xác định về khả năng ra sân. Trước đó, cầu thủ người Đan Mạch không có mặt trong trận thắng 5-2 của Man United trước Leicester City giữa tuần qua vì chấn thương. Van Nistelrooy chia sẻ trên trang chủ đội bóng: "Chúng tôi vẫn đang hy vọng và nỗ lực hết sức để Eriksen có thể góp mặt trong đội hình. Cậu ấy đang làm việc tích cực để kịp thời hồi phục. Ngoài Eriksen, Man United không có thêm cả chấn thương nào mới. Mất Eriksen là tổn thất lớn bởi anh là trụ cột của Man United mùa này. Với 4 bàn thắng và 3 pha kiến tạo sau 11 lần ra sân trên mọi đấu trường, Eriksen trở thành nhân tố không thể thiếu cho đội hình của Man United. Trận gần nhất anh ra sân là thất bại 1-2 trước West Ham tại London. Trong đó, anh bị thay ra ở hiệp 2 do chấn thương."